Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chào bà chị em. Hôm nay chúng ta có cha quản nhiệm đồng tế, đặc biệt có cha Giuse Nguyễn Văn Phương là giáo sư đại chủ viện Thánh Quý ở Cái Răng, Cần Thơ đến cùng mừng lễ Thánh Giuse, cầu nguyện cho cộng đoàn, đặc biệt là cho các ông có bổn mạng là Giuse. Xin chào cha, hai cha một tràng pháo tay. Trước mặt tôi, ông nào tên Thánh Giuse xin thọ ngón tay lên. Ông Tiến tôi thấy rồi. À, nhiều người lắm. Xin mấy người chung quanh chúc mừng họ đi. Chúc mừng bổn mạng Thánh Giuse. Thánh Giuse đây nè. Hình như ở cái khu đi du lịch về đã ồn hơi lâu. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mẫn do người cháu ngoại của ông xin, cho Francisco Xavier Nguyễn Thành Long, Maria Lê Thị Ngọc Nữ dỗ một năm, Giuse Đồng Đức Cấp lễ dỗ, Anna Nguyễn Thị Như và các vị có tên Thánh Giuse còn sống hay đã qua đời, và đặc biệt là các linh hồn mà chúng ta cầu nguyện thường xuyên. Gia đình ông bà Dung Bột xin dâng thánh lễ tạ ơn Thánh cả Giuse, và một gia đình khác dâng thánh lễ mừng lễ kính Thánh Giuse. Với tất cả những ý đó, trong tâm tình thật hân hoan, chúng ta dâng thánh lễ mừng Thánh Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha, ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Theo gương Thánh Giuse, xin Chúa tha cho những lần chúng con kiêu căng, không khiêm nhường, ồn ào khoe khoang, không thinh lặng như Thánh Giuse, có những tư tưởng không trong sạch như cuộc đời rất khiết tịnh của Thánh Giuse. Xin Chúa tha cho chúng con. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu, Con Chúa, cho Thánh cả Giuse và Thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhậm lời Thánh nhân cầu thay nguyện giúp
ban cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Chúa Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gia-cóp sinh ra Giu-se là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu, còn gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đã đính hôn với Giu-se. Trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se bạn của bà là một người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm làm như vậy, thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Giu-se, con vua David, đừng có ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền cho ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa hai cha, kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là kính thưa quý ông, quý gia trưởng và nhất là những ông có tên thánh Giu-se. Trong khi mẹ Maria phải đối diện liên tiếp với những huyền nhiệm của Thiên Chúa, rồi bà suy nghĩ trong lòng, cho nên Thánh Luca có viết bà hằng ghi nhớ mọi điều ấy trong tâm hồn. Thì bên cạnh bà, Thánh Giu-se là một người bạn đời trung tín, bước đi trong sự thinh lặng, âm thầm, khiêm tốn. Ba đức tính: Thánh Giu-se đã thinh lặng, mà các vị thánh tổ phụ gọi là trong cái thinh lặng của chính Thiên Chúa. Thật sự, đọc các bài đọc, chúng ta thấy Thiên Chúa thinh lặng. Và chính Thiên Chúa cũng không buồn ngỏ một lời nào với ông Thánh Giu-se. Ngoài ra, trừ vài lần trong giấc mơ, mà cũng không phải Chúa nói, mà là Thiên Thần Chúa nói. Hôm nay mình cũng nghe một lần. Matthew tả ở chương 1 câu 20 bảo Giu-se đừng ngại nhận Maria và cái bào thai đó. Rồi Matthew nữa, chương 2 câu 13 bảo mau chuẩn bị đi vượt biên vì Herode tìm giết đứa con. Rồi cũng Matthew chương 2 câu 19 thì nói mau hồi hương tội nghiệp cho Giu-se. Toàn là cái diễn ra trong giấc mơ. Đã gọi là mơ thì luôn luôn có chữ mơ hồ, không có gì thật, mà lại diễn ra trong giấc mơ, tức là trong giấc ngủ, có nghĩa là trong đêm tối. Như vậy thì rất khó hiểu, đến nỗi đã có lần mà không tìm ra lối thoát nào khác, ông Giu-se mình vừa mới nghe định tâm bỏ bà vợ của mình cách kín đáo, chứ không muốn tố cáo. Tố cáo bà có thể bị nhục mạ và cũng có thể bị ném đá. Cho nên mình nhìn lại, tội nghiệp cho Thánh Giu-se chỉ đóng một vai phụ thôi trong cái màn kịch rất lớn gọi là màn kịch ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chỉ là một diễn viên phụ rất âm thầm, không có nói câu nào. Có cái vai đó cũng dễ, rồi lãnh lương cũng khá đó. Nhưng mà mình thấy ông như cái bóng vậy. Nhưng mà Thiên Chúa cần cái diễn viên phụ đó, không thể thiếu, nên mới khích lệ Giu-se đừng có ngại nhận Maria về nhà làm bạn.
tuy là vai phụ, nhưng tôi tin rằng vai của ông rất quan trọng. Nhiều chú giải trong sách nói không kém phần quan trọng, tôi nói rất quan trọng. Là vì thứ nhất là bảo vệ Đức Mẹ để giữ danh thơm tiếng tốt. Thứ hai, bảo vệ chính con của Thiên Chúa, là con nuôi của mình. Giuse biết rất rõ. Cho nên nơi Thánh Giuse, tôi muốn giới thiệu một đức tính cách riêng cho quý ông mang tên Thánh Giuse, đặc biệt cho tất cả các ông làm gia trưởng. Một bài học về sự thinh lặng, một sự thinh lặng thiêng liêng, một sự thinh lặng nội tâm, và tôi gọi là một sự thinh lặng anh hùng. Rất nhiều lúc khóc kêu la than vang, oán trách la to, lại không anh hùng bằng thinh lặng. Sẵn sàng lắng nghe, phó thác để tìm con đường thuận thiên, tức là làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Sở dĩ mình phải học nơi Thánh Giuse tại sao? Là vì thế giới hôm nay thiếu sự thinh lặng. Chắc chắn không có ai phản đối tôi đâu. Sự ồn ào ngày nay đã lây nhiễm khắp nơi, khắp chốn, khắp mọi hoàn cảnh. Không chỉ ồn ào bên ngoài xã hội, mà lên vào trong các dòng tu, các cộng đoàn, các giáo xứ, các gia đình và các tâm hồn. Nhất là mỗi người càng ngày hình như càng bị cái ồn ào nó lấn chiếm. Mà càng ồn ào thì càng trống rỗng bên trong. Mà vì trống rỗng bên trong nên phải lấp lại bằng sự ồn ào. Mà càng ồn ào, càng mất cái của mình thì càng chao đảo, càng mất bình an. Chúng ta thấy đậu ở ngã tư đèn đỏ, có những chiếc xe mà loa của nó có cái nhịp đập ình ình ình, mình ngồi ở xe mình mà cái tim nó còn muốn nhảy ra ngoài. Như vậy trong cái xe đó chắc là một quả tim thép. Mà hệ quả tim thép thì đâu có biết rung động nữa. Càng ồn ào càng mất bình an. Không phải chỉ về âm thanh đâu quý vị ơi, mà ồn ào về sao động cách sống, về sao động trong tình cảm, về những bận rộn mà mình không còn giờ. Như Phúc Âm nói, Chúa Giêsu bảo không còn giờ để ngồi xuống để lựa cá tốt hay cá xấu. Cho nên hãy coi Thánh Giuse như một cái neo, nó kìm mình lại để giữ con thuyền gia đình mình. Thứ nhất là không ồn ào, và giữ chính mình không lạc hướng. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã cho chúng ta một liều thuốc chống lại sự ồn ào của thế giới. Ngài viết liều thuốc mang tên Thánh Giuse. Hay thật. Ngài viết thế này: hãy để chúng ta tiêm nhiễm và thấm nhuần cái thuốc im lặng của Thánh Giuse. Chúng ta rất cần loại thuốc này trong thời đại hôm nay. Tôi đọc một đoạn rất ngắn trong cái thông điệp đó. Và trong đêm tối của sự im lặng, Thánh Giuse đã thinh lặng một cách anh hùng nhưng rất khiêm nhường. Ngài đã đốt lên trong tâm hồn Ngài một ngọn lửa tin và yêu. Có tin lắm mới dám chấp nhận làm những điều được báo trong giấc mộng. Mà có yêu lắm mới hết cuộc đời phục vụ, cả lúc con tự ý đi lạc cũng không trách một câu. Thưa quý ông, quý gia trưởng kính mến, nhìn lên Thánh Giuse, chúng ta đặt hết niềm tin vào Chúa. Hãy để Chúa dẫn lối như Giuse vậy. Miễn là chúng ta yên tâm nghe lời Chúa, và để nghe lời Chúa hãy bớt những ồn ào khác. Thánh Giuse đã âm thầm chu toàn bổn phận mà tôi nói ở đầu bài là bổn phận bảo vệ Đức Mẹ, và nhất là bảo vệ Đấng Cứu Thế. Tôi tin rằng tôi ngồi tôi suy nghĩ, Thánh Giuse đã từng
ẩm toàn Chúa Giêsu đã từng thay tả, đã từng rửa đi. Tôi không có nói sai đâu. Bây giờ tôi nói những chữ đó ở đây nhiều người nói, tôi tòa giảng nói bậy bạ. Cái đó thực tế. Ngày xưa sợ không có cái tả giống bây giờ. Bây giờ có cái nếp bì quá sức tân tiến. Người nhỏ 6-7 tuổi vẫn còn mang được và trở lên hơn 60 tiếp tục mang lại. Quá hay. Chúng ta thấy Thánh Giuse đã làm những việc đó âm thầm rồi ra đi lúc nào. Thánh Kinh không nói chết lúc nào, mà chết như vậy thì quá trẻ. Biết dưỡng tử của mình cao sang mà phải giấu kín là một điều rất khó. Là vì chúng ta biết con chúng ta giỏi là chúng ta đi khoe. Con tôi thế này, còn con chị ra sao, vân vân. Đây mình biết chứ. Con của mình là con Thiên Chúa mà giấu. Sở dĩ giấu thì có nhà chú giải nói ông phải giấu bởi vì ông lộ ra là Herodê và những người nói ngôi Herodê tìm giết. Cũng đúng. Cho nên 6-7 năm trước tôi có kể chuyện này. Hôm nay có cha Thương là người lạ ở đây, tôi kể lại. Còn quý vị biết rồi, xin đừng trả lời câu hỏi của tôi. Ở Suối Dầu, Nha Trang có mật khu đồng bò. Tôi nói là tôi nhớ địa danh đàng hoàng. Mật khu đồng bò là một mật khu cũng gần như Dương Minh Châu của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Và vùng đó người Mỹ thiết lập căn cứ ở Cam Ranh, nhất là ngay cái tu viện Mỹ Ca. Do đó họ làm một cái khu phi quân sự dọc theo đó vào tới tận khu đồng bò. Ai xuất hiện trong đó, dù là dân thường, bên địch hay bên ta, đều bị phi cơ bắn để giữ an toàn. Thì gần khu một khu đồng bò ở Suối Dầu có một gia đình của một người tiều phu nghèo, hàng ngày phải đi đốn củi để nuôi vợ và con. Một hôm mới đi vào thì phải bay cái quần ông đó chết rồi, bởi vì nó thấy mình thế nào nó cũng dí nó bắn. Ông nuốt và nó bắn không sao rồi nó đi mất. Ông mừng quá, rờ chưa thủng lỗ, chưa chết. Đi lên coi nó bắn cái gì, nó bắn chết ba người. Ba người đó là kinh tài phía Việt Cộng đi thu thuế mới đi về, tới đó chưa kịp trốn bắn chết. Như vậy một trong mấy người đó tiền trần hướng đạo đầy hai bao. Hai người kia khinh phục. Bây giờ làm sao? Ôi, đương nhiên dạy gì khiêm về nhà, phải âm thầm tìm cái lỗ cho chắc ăn, đào giấu. Rồi mỗi ngày đi đốn củi, khi không có ai thì lấy một tờ thôi trần hướng đạo hồi đó đủ rồi, đem về và nói với vợ con rằng hôm nay đốn được nhiều củi, rồi còn giúp gia đình người thân nữa, nhưng rất âm thầm. Cái kho tàng đó không ai biết, có mình ông biết à, mà ông không khoe, ông giữ kín. Rồi đến lúc ôi trúng gió ông chết, bên mình cái gì cũng đổ lỗi trúng gió. Gió đâu mà trúng dữ vậy, tôi không biết nữa, mà trúng gió ông chết. Trước khi chết đành phải nói cho vợ biết chứ. Thều thào nói với vợ, ở cái gốc cây sao giữa hai cái cây cà na ở cánh rừng phía đó, em phải cẩn thận, dưới đó có kho tàng. Rồi ông chết. Em phải giữ bí mật, bởi vì bên phía đối phương biết được, nó giết cả gia đình mình vì mình cướp tài sản của họ. Bà vợ hứa giữ im lặng, vậy mà câu chuyện này tôi biết. Không phải cười, không phải nói là vì các bà không kín miệng. Giờ ai chưa nghe thì trả lời giùm tôi, vì sao câu chuyện đó tôi biết. 4-7 năm trước có người nói, bởi vì tôi núp dưới giường. Tôi nhớ rõ lắm, một bà nói chắc là cha núp dưới giường mới nghe câu chuyện người ta tâm sự. Thế cả đoàn, ai chưa nghe trả lời giùm đi. Cô Lan trả lời giùm, làm sao câu chuyện bí mật giữa hai vợ chồng, người chồng sắp chết mà tôi biết. Câu trả lời rất đơn sơ là vì chuyện này tôi đặt ra. Cái ông Giuse giống y như vậy. Ông giữ một cái kho tàng mà chẳng ai biết. Ông rất âm thầm. Ông có nuôi sống vợ con, ông bảo vệ vợ con một cách rất anh hùng, gan dạ lắm mới dám làm như vậy.
và cũng rất khiêm tốn khi giữ được cái bí mật đó. Câu chuyện vui vui tôi đặt ra nó không có thật đâu. Cho nên kính thưa quý ông, quý gia trưởng, đặc biệt những ông có mang tên Thánh Giuse, xin Thánh Giuse giúp chúng con biết bảo vệ gia đình mình trước. Điều thứ hai, xin cho chúng con yêu thích cái vai trò của cái vai phụ, một diễn viên phụ thôi. Không sao, vợ làm vai chính cũng được, không sao, không tranh chấp. Và nếu có đến cộng đoàn phục vụ, xin giữ một vai phụ thôi cũng được. Và thứ ba, xin hãy học sự thinh lặng của Thánh cả Giuse. Ông nào mà cũng thinh lặng, gia đình êm ấm lắm, nói thiệt. Có ông nói cha, cha nói vậy, một câu nhịn chính câu nhục. Ông bà mình nói nhịn nhục. Hay hay, cũng hay. Thì tùy mình lựa thôi. Mình muốn xoán ngôi, mình muốn ồn ào cũng được. Nhưng tôi thấy trong biến cố Chúa Giêsu tự ý đi lại, chứ không phải đã đi lại, tự ý ở lại đền thờ Jerusalem. Ông Giuse không hề trách Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng không hề trách ông Giuse. Đức Mẹ có trách Chúa Giêsu. Nhưng ông Giuse không trách. Cảm ơn Chúa đã ban cho một mẫu gương thật khiêm tốn âm thầm. Ước gì mỗi người chúng con, đặc biệt là quý ông, quý gia trưởng, những người mang tên Thánh Giuse, biết bắt chước Thánh Giuse. Nền tảng là khiêm nhường, có khiêm nhường mới giữ được thinh lặng. Mà cái thinh lặng đó, nó nói lên một đức tính rất anh hùng.